Trước khi Ngũ Bá nổi lên, vị quân chủ là Trịnh Trang Công đã có những hành động lấn át Thiên Tử, mở nhiều cuộc chiến tranh với các chư hầu. Những việc làm đó đã tạo nên tiền lệ cho các chư hầu sau này. Đôi khi, Trịnh Trang Công được liệt vào hàng Ngũ Bá, nổi danh với việc biến nước Trịnh trở thành một tiểu bá đầu thời Xuân Thu. Lên ngôi, diệt Thái Thúc Đoàn. Nước Trịnh vốn là chư hầu được phong hầu thời Chu Tuyên Vương, thời kỳ cuối Tây Chu đầu Đông Chu, từ Trịnh Hoàn Công tới Trịnh Vũ Công đều là khanh sĩ của triều Chu, nắm giữ đại quyền trong triều đình. Năm 744 trước Công nguyên, Vũ Công lâm bệnh qua đời, Cơ Ngộ Sinh là đích trưởng tử nối ngôi, tức Trịnh Trang Công, tiếp tục làm khanh sĩ cho triều Chu. Lúc đó mẹ của Trịnh Trang Công là Vũ Khương thấy ông kế thừa nhiều chức quyền, trong khi em là Cơ Đoàn thì vô quyền, bà cảm thấy áy náy nên xin cho con ấp kinh. Vậy là Cơ Đoàn được thụ phong ấp kinh, gọi là Thái Thúc Đoàn. Thúc Đoàn được sự ủng hộ của mẹ, dần đà muốn phát triển thế lực, ngày nào cũng giả cách đi săn bắn để luyện tập binh mã, chiếm lấy các ấp bên cạnh, chờ mẹ phát tín hiệu rồi mang quân vào lấy nước Trịnh. Một số người lo ngại cho Trịnh Trang Công, cảnh báo ông rằng Thái Thúc Đoàn sẽ tạo phản. Trịnh Trang Công cũng đã hay biết chuyện của em mình, nhưng tội ác chưa rõ là phản nghịch, sợ giết đi sẽ hại đến tình anh em và khiến cho mẫu thân không được vừa lòng. Công tử Lã vốn lo lắng cho sự nghiệp của Trịnh Trang Công. Một hôm, ông vào gặp riêng Trang Công hiến kế bắt Thúc Đoàn. Trang Công nghe theo, làm như kế hoạch, giao quốc chính cho Sái Túc giả cách vào triều kiến vua Bình Vương nhà Chu. Khương Thị nghe tin ấy thì vui mừng gửi thư cho Thúc Đoàn mang binh vào đánh nước Trịnh. Nhưng người đưa thư đi được nửa đường thì bị Công tử Lã đón bắt được, rồi đem bức thư ấy đưa cho Trịnh Trang Công. Trang Công bây giờ đã có bằng chứng phản nghịch của Thúc Đoàn. Ông sai viết bức thư khác gửi cho Thái Thúc Đoàn. Đoàn nhận được thư vui mừng, viết thư trả lời hẹn ngày khởi binh. Bức thư của Đoàn lại được Trịnh Trang Công bắt lấy, biết chính xác ngày khởi sự. Mùng 5 tháng 5 năm 722 trước Công nguyên, Trịnh Trang Công vào cung từ biệt mẹ để vào triều kiến Thiên Tử. Nhưng kỳ thực ông đem quân theo đường tắt tiến sang Kinh Ấp, chở Thúc Đoàn dẫn quân đi khỏi. Trang Công mang quân vào đánh lấy Kinh Ấp, Thúc Đoàn biết việc bị lộ, bỏ chạy đến đất Cung. Trịnh Trang Công mang quân tấn công Ấp Cung, Đoàn không chống nổi phải tự vẫn. Trịnh Trang Công hận mẹ làm nội ứng cho Đoàn, có ý giết mình đoạt ngôi nên đẩy bà đến Ấp Dĩnh. Đại phu Dĩnh Khảo Thúc biết việc, khuyên ông nên giữ hiếu đạo với mẹ. Trịnh Trang Công ân hận, sai người rước Vũ Khương tới làm lễ gặp mặt. Hai mẹ con gặp nhau và phục hồi tình mẫu tử như trước. Chiến tranh với chư hầu. Năm 719 trước Công nguyên, Vệ Hoàn Công bị em là Vệ Châu Dụ giết. Để tạo uy thế, Vệ Châu Dụ hợp binh với nước Tống cùng đánh Trịnh. Hai nước sau đó lại mời thêm nước Trần, nước Sái và nước Lỗ. Liên quân 5 nước tới vây đất Đông Môn nước Trịnh một thời gian rồi gặt lúa mang về nước. Năm 718 trước Công nguyên, Trịnh Trang Công mang quân đánh nước Vệ báo thù. Nước Vệ mượn thêm quân nước Nam Yên tới đối địch. Trịnh Trang Công chia quân mai phục nhiều mặt, đánh tan quân hai nước. Nhân đó, Trịnh Trang Công tiếp tục mang quân đánh Tống báo thù việc xâm lược năm trước, nhưng hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Năm 717 trước Công nguyên, Trịnh Trang Công mang quân đánh nước Trần báo thù việc Trần hợp binh với Tống và Vệ đánh mình. Tống Thương Công nhân lúc Trịnh Trang Công đi đánh Trần, liền dẫn quân tới chiếm đất Trường Cát. Căm giận nước Tống, Trang Công tập trung đối phó với nước Tống trước. Ông sai sứ giả đến giảng hòa, kết thân với nước Trần và Tề, bỏ qua chuyện nước Lỗ đánh mình. Năm 713 trước Công nguyên, Trịnh Trang Công kêu gọi nước Tề và nước Lỗ hội binh đánh Tống. Quân Trịnh lần lượt đánh chiếm đất Cáo và đất Phòng của Tống, rồi đem tặng cho nước Lỗ. Tháng 7 năm đó, Tống liên quân với nước Vệ và nước Sái chống lại, dẫn quân tiến vào nước Đái một thuộc quốc của nước Trịnh. Một thời gian, cả ba bất hòa, Trịnh Trang Công thừa cơ tiến và diệt luôn nước Đái, đánh bại liên quân ba nước. Năm 712 trước Công nguyên, Trịnh Trang Công hội cùng Tề Ly Công tấn công nước Hứa, hạ được thành, diệt nước Hứa. Sau đó, Trang Công mang quân diệt luôn nước Tức. Năm 711 trước Công nguyên, Thái Tể nước Tống là Hoa Đốc giết Tống Thương Công. Hoa Đốc sau đó mang của cải đút lót cho cả bốn nước Trịnh, Lỗ, Tề, Trần, xin đón công tử Phùng về nước làm vua. Trịnh Trang Công và Tống Thương Công lúc trước thường hay đánh nhau. Nhân việc này muốn làm hòa, kết mối giao hảo với Tống, bằng lòng cho Tử Phùng về nước lên ngôi, tức là Tống Trang Công. Chống đối Chu Thiên Tử. Sau khi Trịnh Vũ Công qua đời, Trịnh Trang Công là Ngộ Sinh tiếp tục làm khanh sĩ cho triều Chu. Có điều, nội bộ nước Trịnh không được yên ổn, trong một thời gian rất dài công việc triều đình bị bỏ bê, thỉnh thoảng Trịnh Trang Công còn mang quân cướp phá bờ cõi nhà Chu. Sự việc này đã dẫn tới mâu thuẫn giữa nước Trịnh và vương thất nhà Chu. Một hôm, vua nước Quắc là Kỳ Phụ đến Lạc Ấp triều kiến, trò chuyện rất thân tình với Chu Bình Vương. Chu Bình Vương muốn Kỳ Phụ làm khanh sĩ thay cho Trịnh Trang Công, nhưng Kỳ Phụ biết rõ sức mạnh của nước Trịnh nên không dám nhận lời. Tuy bản thân Trịnh Trang Công không ở Lạc Dương, thế nhưng tai mắt ở đó thì lại rất nhiều. Ông biết được chuyện, liền vào triều kiến Thiên Tử, chủ động đề xuất muốn từ chức để nhường lại cho Quắc Công. Chu Bình Vương vừa nghe Trang Công muốn từ chức liền lo sợ, vội sai con là Duệ Phụ sang làm con tin ở nước Trịnh. Trịnh Trang Công ngại uy tín của Bình Vương là thiên tử toàn thiên hạ nên cũng sai con cả là Cơ Hốt sang Lạc Ấp làm con tin. Năm 720 trước công nguyên, Chu Bình Vương mất, Trang Công cho người đón Cơ Hốt về rồi hộ tống thái tử về triều nối ngôi, nhưng giữ đường Duệ Phụ bệnh qua đời, con là Cơ Lâm kế vị, tức Chu Hoàn Vương. Chu Hoàn Vương nối ngôi thiên tử, thấy Trịnh Trang Công chuyên quyền, bèn gọi vào triều bái chức khanh sĩ của Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công tức giận trở về sai Sái Trọng đánh nhà Chu, cắt lúa đất Ôn và đất Thành đem về. Không những thế, trong những lần mang quân đi thảo phạt các chư hầu, ông lại sai cầm cờ hiệu Chu Hoàn Vương, mượn danh nghĩa thiên tử để đánh họ. Chu Hoàn Vương biết chuyện nổi giận, thân dẫn đại quân tới hỏi tội. Trịnh Trang Công cũng chẳng vừa dẫn quân ra bày thế trận, chờ đợi nghênh chiến. Sau buổi trưa, Trịnh Trang Công thấy các binh sĩ của vua Chu đã thấm mệt, kỷ luật lòng lèo, bèn phất cờ đánh trống xung phong. Quân đội ba nước Trần, Sái, Vệ, Hội cùng vua Chu vốn dĩ không muốn đánh trận, đứng trước thế mạnh của Trịnh, liền ôm đầu bỏ chạy. Quân Trịnh hăng hái xông lên đánh, Chu Hoàn Vương nhìn thấy đại thế đã trôi qua, đành phải truyền lệnh lui binh. Tướng nước Trịnh là Trúc Đan từ xa trông thấy Hoàn Vương, liền rút ra một mũi nỏ cứng, bắn mạnh một phát trúng ngay vào vai trái của Hoàn Vương. Hoàn Vương mặc giáp cứng và dày, vết thương không quá nặng. Thế nhưng, sự việc bắn trúng vai vua đã lan truyền đi khắp nơi, đánh dấu cho sự suy yếu của Chu Thất và khái niệm bá chủ bắt đầu ra đời. Trịnh Trang Công thấy thiên tử bị trúng tên bỏ chạy, không muốn mang tội lớn giết thiên tử, nên cho thu quân và sai người đến thăm hỏi thiên tử. Cuộc đấu tranh giữa Chu Vương và Trịnh Trang Công cứ như vậy kết thúc. Năm 701 trước công nguyên, Trịnh Trang Công qua đời, ông làm vua được 43 năm, thọ 57 tuổi. Đại phu Sái Trọng lập thế tử Hốt lên nối ngôi, tức Trịnh Chiêu Công. Nhận định: Trịnh Trang Công, một vị tiểu bá nổi bật đầu thời Xuân Thu và hơi mang tính cách của một gian hùng. Về sự nghiệp, ông khiến quốc lực nước Trịnh cường thịnh, lấn át thiên tử, thôn tính nước Đái, can thiệp vào nước Tống và nước Tề. Mặc dù vậy, đó là chưa đủ để cái tên Trịnh Trang Công được liệt vào hàng ngũ bá. Điều quan trọng là ông chưa thể hiện được vai trò anh cả, tạo cái uy đối với các chư hầu.